Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình là BCG đây. Và chào mừng đã quay trở lại với cái series mà BCG cho đấu trường chân lý 14 này đâu ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới tất cả anh em một cái meta hiện nay đang kiểu như là phá đảo tất cả các rank ở đấu trường chân lý. Hầu như là server này cũng chơi và hầu như là ở rank này người ta cũng sẽ ban cái bài này hết nha anh em ơi. Thì cái bài này người ta gọi là chó điên đó anh em ơi, X-Starter đó. Thì nếu như anh em chưa biết thì cái hệ thánh thần cũng như là con Warwick cũng như là các item liên quan đến con Warwick và cũng như là đặc biệt nhất cái nha là cái giao điện ở phiên bản này được buff phải gọi là cực kỳ lỗi luôn. Nếu như anh em chưa biết thì giờ giao điện được tăng thêm sát thương nè, xong rồi nó có thể kiểu như là gây thêm sát thương chuẩn khi mà đối phương đang bị khống chế hoặc là đối phương đang có giáp ảo. Và nếu như anh em chỉ cần nhìn vào cái hệ thánh thần này thôi thì anh em sẽ biết được là tất cả các tướng của hệ thánh thần đều có khống chế nha, từ con Wukong, từ con Jack, từ con Luke, từ con Lee Sin, rồi cả con Warwick. Nói chung là tất cả các tướng hệ thánh thần đều có khống chế. Mà cái giao điện này anh em ơi, nó sẽ gây sát thương chuẩn vào máu luôn nha, chứ không phải là theo giáp cái kiểu gì ở đó, vào thẳng máu luôn khi mà đối phương bị khống chế. Nó thật sự là cái bài này hiện nay đang rất là hot, và mình nói thẳng luôn là nó có thể spam bài này và lên rank kiểu như là cực kỳ nhanh. Thì mình khuyên anh em một điều là nên chơi cái bài này nếu như mà anh em muốn lên điểm và lên rank ở thời điểm hiện tại nha, tại vì mình không biết là nó sẽ hot fit lúc nào hoặc là nó sẽ giảm sức mạnh lúc nào đâu anh em ơi. Nhưng mà cái bài này thật sự là anh em có thể spam được nha, anh em có thể spam mọi lúc mọi nơi, anh em thích thì anh em chơi thôi. Cái bài này kiểu như là cực kỳ lỗi luôn á, nói rác thì cũng không phải là xa đâu anh em ơi, nhưng mà anh em nào mà có trình độ thì spam mới được nha. Thì hôm nay thì nếu như anh em được chưa biết đến cái meta này thì mình sẽ gửi tất cả anh em một cái hướng dẫn cơ bản đội hình này nha. Thì lúc đầu game anh em hãy cố gắng lấy cho mình những cái món đồ mà quan trọng nhất của cái đội hình này là cái giao điện là thứ nhất nè, cái khăn giải thuật là thứ hai nè, và những cái dây chuyền Aston Larry là thứ ba nè, và cuối cùng đó chính là một cái gì ta, cái gì đúng rồi, lá cờ dây kia phiên bản hiện tại cũng được buff khá là nhiều với cái việc mà nó tăng thêm 10% tốc đánh. Hồi trước mà nhất không nhầm là tăng được 30% tốc đánh cho hai tướng cạnh bơi và tướng mang nó, giờ tăng là 40% tốc đánh nha nè boy. Và cái hệ thánh thần nữa được buff phải gọi là qua từng phiên bản luôn á, từ thêm đam, từ thêm khống chế, từ thêm kiểu như là giảm thời gian cái kiểu á, xong rồi tăng thêm sức thương chủ cái kiểu á, năm giờ nó bá vát cái đấy à, thật sự luôn á. Thì mình còn rất là nhiều meta mà muốn gửi tới tất cả anh em, nên anh em nào mà muốn theo dõi meta hoặc là muốn cập nhật thêm meta mới á thì cứ theo dõi kênh của mình nha. Kênh của mình sẽ cố gắng cập nhật cho nên những cái meta mới nhất và cũng như là hướng dẫn anh em xây dựng đồ hình cơ bản nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì anh em khi nào nên chơi cái đồ hình này, khi nào anh em ra kiểu như là nói chung là thật sự là anh em nào muốn chơi á thì chơi, chứ không cần phải gọi là điều kiện quá là hoàn chỉnh nha anh em ơi. Anh em thích chơi thì anh em chơi, tại vì cái bài này spam được, mình nói rồi, bài này spam được nha. Mà cái đồ quan trọng nhất của con Warwick ở trong cái đội hình này á, là giao điện là bắt buộc phải có nha anh em ơi, với lại là cái khăn. Đây là hai món thì bắt buộc phải có cho Warwick. Và nếu như mà ba món đồ đẹp nhất cho Warwick đó nha, đó chính là hai cái giao điện và cùng với chính là một cái khăn nha. Tại vì chỉ cần đúng chuẩn ba món đồ đó thôi thì anh em sẽ có một cái lượng đam phải gọi là khổng lồ cho con Warwick nha, khi mà kịp với 6 thánh thần đấy. Thì những cái đội hình mà anh em có thể đếp lúc đầu game thì mình thật sự là nó cũng vào tùy con tướng tinh anh gì nó ra thôi anh em ơi. Nếu như mà nó ra tinh anh Garen như mình thì mình lấy mình đếp luôn nhá, không sao hết đó. Nếu mà nó ra tinh anh Nili hay là nó ra tinh anh Wukong các kiểu thì mình lấy mình đếp luôn anh em ơi. Xong rồi tí nữa mình lên level 6, level 7 mình bán là đầy bòi. Đấy, thì những cái món đồ chuẩn cho Warwick đó là như mình nói rồi nha, hai giao điện và một cái khăn. Và nếu như anh em nào mà đã full đồ Warwick đó, hoặc là nếu như mà anh em không lấy được đồ của con Warwick đó và muốn dồn đồ lại cho con khác á, thì anh em có thể là nghĩ tới những cái món đồ như là cái dây chuyền Isolary nha. Đây là một cái món mà được buff cũng gọi là cực kỳ mạnh ở phiên bản này luôn, cực kỳ mạnh luôn nha. Với cái việc mà bây giờ nó có thể cho anh em có lượng giáp phải gọi là siêu khủng bố, nếu như mà chỉ cần tướng lên được 2 hoặc là 3 sao thôi thì anh em sẽ có một cái lượng giáp còn nhiều hơn máu của đấu sĩ, cộng thêm khi mà 4 đấu sĩ nữa anh em ơi. Thật sự là đang rất là mạnh luôn á. Và tất cả những con tướng như mình đã nói là thánh thần đều có khống chế, nên thật sự là nó vừa có đam, nó vừa mạnh. Và nếu như Warwick cầm thêm cái giao điện á là bao sát thương chuẩn luôn nha, là không sợ bố con nào luôn. Thì nếu như năm nào hỏi cái bà nào mà khắc chế cái bà này á thì mình xin trả lời luôn là tạm thời là mình vẫn chưa tìm ra anh em ơi. Nhưng mà nếu mà khắc chế mà tại mộm á thì mình nghĩ là đấu sĩ với lại là thần rừng với lại là thợ săn anh em ơi, với Ash là đam chính á, thì nó cũng gọi là khắc chế một phần đó.
Còn những cái bài khác thì mình không biết nha. Nhưng mà hiện nay cũng đang có rất là nhiều bài meta hot nổi lên. Anh em nào mà muốn xem cập nhật meta thì cứ theo dõi kênh mình nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và những con tin anh này nè, tí nữa anh em bán á, thì anh em nếu như mà roll á, ra tin anh gì thì anh em nên lấy. Thứ nhất á, là không được lấy tin anh lúc nha anh em ơi. Nếu mà lúc mơ hoặc tin anh á, thì lấy. Còn nếu mà lúc mơ hoặc, alo, nếu mà lúc tin anh mà thánh thần á, thì không nên lấy nha. Còn những con mà tin anh như là Warwick nè, tin anh như là Irelia hay là Sane hay là Morgana các kiểu á, thì anh em đều lấy được nha anh em ơi. Thì cái đồ hình hoàn chỉnh của đồ hình này là cái gì? Lên level 8 đó thì anh em sẽ full đồ hình nha. Nếu mà lên level 9 được thì càng tốt. Nếu như mà anh em có tinh anh mà thánh thần thì đồ hình level 8 của anh em sẽ gồm có gọi là 6 thánh thần, 3 đại sư, 2 mơ hoặc và cứ như là 2 thợ săn nếu như mà anh em có slot hoặc là có cái gì đó. Nhưng mà đồ hình đẹp nhất là cứ 6 thánh thần, 3 đại sư và lại là 2 mơ hoặc nha anh em ơi. Còn những cái buff phụ đó là anh em không cần quan tâm cho lắm. Nếu như mà anh em đã full đồ cho con Warwick rồi thì mình đã nói rồi, anh em phải cố gắng lấy đồ thêm á, những cái món đồ mà buff phụ cho con Warwick Dynamo để cho nó sống á, cho nó cào được cho nó lâu á. Đó là những cái món là lá cờ với lại là dây chuyền ở Stellaris nha. Anh em mà còn chưa kiểu như là nắm bắt được cái gì hoặc là muốn hỏi mình thêm cái gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình biết cái gì hoặc là mình trả lời được cái gì thì mình sẽ trả lời nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi tạm thời là từ đầu game đến giờ, tại vì mình ra con Garen tinh anh này khá là sớm. Với con Garen này tinh anh nếu mà ra sớm á, thật sự đép rất là tốt, đép rất là ổn luôn á. Hoặc là ra cùng giáo tinh anh á thì cũng đép máu khá là ổn. Hoặc là anh em có thể chơi thêm một cái kiểu mà bán máu lấy đồ và combat ở cái lượng máu tầm 2 mấy đến 30 máu á, với cái level 7 thì em sẽ roll hết tiền. Đấy, cái bà này là sẽ có hai cách chơi nha. Thứ nhất á, anh em sẽ chơi gọi là đép máu và lên level 7, level 8 anh em roll để kiếm tướng. Còn thứ hai á, anh em sẽ chơi theo kiểu là bán máu lấy đồ. Cái cách chơi này y hệt cách chơi Sarko ở mùa 3. Nếu như anh em nào đã từng chơi rồi thì anh em sẽ bán máu anh em lấy đồ và combat với một cái chủ thua và một cái lượng tiền rất là lớn ở level 7. Đấy, còn nếu như mà anh em chơi cái chủ thắng hoặc là cái chủ thắng chủ thua như mình thì anh em có thể chơi bằng cách gọi là lên level 7 nha. Nếu như mà anh em chưa đủ tem thì thứ nhất anh em có hai lựa chọn. Nếu như máu anh em còn nhiều thì anh em sẽ tiếp tục lên level 8. Còn nếu như mà level 7 anh em máu không còn quá nhiều với lại là chưa đủ đồ hình thì anh em nên roll để kiếm đủ 1 là 6 thánh thần, 2 là 4 thánh thần, còn 3 là kiếm được con Warwick và cho nó cầm đồ của chính nó. Thì lúc đầu nếu như mà anh em có đồ sớm thì anh em nên ghép nha. Đây là một cái lưu ý rất là quan trọng nha anh em ơi. Nếu như anh em lúc đầu sớm có những cái món đồ như là dây chuyền Isolary nè, như là dao điện nè, như là cái khăn giải thuật thì anh em nên ghép sớm nha. Meta này là nên ghép sớm. Còn anh em nào mà muốn chơi spam thì ghép sớm thì quá lợi thế rồi, quá tuyệt vời rồi. Thì những cái con mà có thể giữ đồ con Warwick lúc đầu game thì có những con như là con Vayne nè, con Zed nè. Nói chung là những con nào mà có tốc độ đánh cao là được, tại vì nó sẽ cầm dao điện với lại là khăn anh em ơi. Kalista kẹp với song đấu với lại là quần giáo thì giữ máu tốt nhất. Nếu như mà anh em có con Kalista nha anh em ơi, nếu như mà anh em có và nó có cầm đồ con Warwick thì cho nó cầm là ổn nhất á. Tại vì con đó nó sẽ cầm đồ con đó khá là hiệu quả với lại là giữ máu khá là ổn. Nếu như mà anh em chưa có con Warwick đấy. Đồ này thật sự rất là lỗi nha. Mình xin nhắc lại là răng nào cũng chơi, meta thật sự là đang rất là loạn lạc. Mình thấy ông này đang chơi đó. Trong này là có ít nhất là hai nhà chơi Warwick rồi nha. Mình với ông này là hai nhà đó. Chưa chắc là sẽ có hai nhà nha anh em ơi. Để tí nữa mình chết sơ qua coi thử có ai chơi không nè. Trận này mình đang có chủ thắng khá là cao. Tại vì Garen ra sớm với lại là mình có lúc 2 sao lúc đầu có thánh thần. Đã chối thì thôi rồi luôn. Tại vì sao mà mình nhắc là mình không có lấy con tinh anh mà lúc thánh thần anh em ơi. Tại vì nó sẽ gọi là có thêm mana khi mà nó sạch skill á. Có thêm mana gốc á. Nó sẽ gọi là không đủ tích cái thánh thần mà cái stat đó để đưa quăng quy sát thương chuẩn á, nó sẽ mất một cái lượng đam khá là lớn. Còn những con khác á thì anh em lấy thoải mái nha. Còn con Wukong thánh thần á thì anh em có thể lựa chọn một á, anh em lấy đếp lúc đầu game xong rồi anh em bán nó đi để lúc sau roll những con thánh thần khác. Tại vì con Wukong thánh thần này anh em lấy nó khá là phế. Thứ nhất á là tốn một tiền, thứ hai á là anh em sẽ tốn một cái slot cho nó. Thì anh em có thể là mất cái song đấu hoặc là có thể là mất cái mê hoặc cái kiểu á, nếu như mà anh em
bỏ con Wukong vào anh em ơi, thì anh em sẽ bỏ mất con giáp hoặc là bỏ mất con lúc á, tại vì nó không đủ slot để hoàn thành cái đồ hình á, sẽ là khá là căng. Nên nếu như mà ra Wukong lúc đầu game mà tin anh á, thì anh em nên lấy dép cũng được, xong một lúc sau bán là ổn. Thì mình xin tổng hợp lại tất cả những ý kiến mình nói nha. Thì anh em nên lấy đồ cho con Warwick trước là hai dao điện và một cái khăn. Sau một khi anh em lấy xong á, thì nên lấy đồ cho con phụ khác để búp cho con Warwick, như là dây chuyền, như là lá cờ dây ke. Sau khi mà xong á, thì anh em sẽ cố gắng up level 7, level 8 sớm nhất để tăng tỷ lệ roll Warwick. Đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng nha anh em ơi. Và nếu như máu anh em còn ít lúc level 7 thì anh em sẽ roll cho đủ đồ hình để đép máu lên level 8 tiếp. Còn nếu như mà lúc level 7 á, anh em còn máu và còn nhiều nha, thì anh em sẽ tiếp tục up lên level 8 để roll. Còn trường hợp thứ ba á, là nếu như anh em chết á, mà thấy nhiều người chơi á, thì anh em sẽ một á, là hành động trước. Còn hai á, anh em sẽ chờ vận may thôi. Thì đó tùy vào quyết định của anh em thôi. Anh em nên chết trước, coi thử có ai chơi giống mình hay không. Mà mình tin chắc rằng là ít nhất là phải có ít nhất là hai nhà hoặc là đến ba nhà chơi giống anh em nha. Nên nếu như mà em có tiền hoặc là có chủ thắng sớm á, thì mình nghĩ là anh em cứ roll trước đi để kiếm tướng, chứ tí nữa mà nó rộ tụi nó roll hết, anh em không ra là ăn đầu bò ngay, tại vì có tướng thì mới thắng được, còn có đồ thì thật sự là không có tướng thì cũng ăn đầu bò thôi. Roll tí nè, ở cái một cái này là sướng nè anh em ơi, cái màu hoặc cái nhẹ nè, những cái búp phụ như nãy mình nói là cái búp khai sáng cái kiểu anh em ơi, nó cũng không có quan trọng cho lắm đâu. Reset ở level 7 luôn hả, vãi cái đái đó nhờ. Nếu mà anh em không ra những con tinh anh mà thánh thần á, thì anh em có thể pick những con tinh anh như là Morgana mơ hoặc nè, Morgana mình nghĩ là Morgana mơ hoặc là ngon chứ rồi, hoặc là Morgana khai sáng anh em ơi. Xong rồi anh em kẹp thêm con Zanna, xong rồi tí nữa kẹp con Sen vào á, xong rồi Irelia nữa, thì anh em sẽ có ít nhất là 4 khai sáng với lại là 2 bí ẩn. Xong rồi nếu như mà anh em ra con Wukong tinh anh thánh thần thì cái đó là tuyệt vời nhất rồi. Còn nếu như mà anh em vẫn lúc đó mà chưa có đủ 6 thánh thần nha, như là chưa có Lee nè, hay là chưa có thánh thần tinh anh á, thì em có thể kẹp thêm con Ash hoặc là kẹp thêm con Seth các kiểu bỏ vào để lấy thêm đấu sĩ hoặc là lấy thêm thợ săn cho con Warwick nha. Thì cái bài này anh em sẽ chơi cố gắng là xoay quanh con Warwick nha anh em ơi, tại vì cái bài này nó có rất là nhiều biến thể luôn, nhưng mà cái bài này là cái bài chuẩn nhất rồi nha. Còn biến thể của nó như thế nào thì anh em cố gắng tìm hiểu thêm nha, hoặc là nếu như mà nó hot á thì mình sẽ cố gắng mình gửi tới tất cả anh em sau. Nhưng mà nói chung là bài này, bài chuẩn nó là gì đó. Có lúc nè, có Morgana nè, có sáu thánh thần nè, xong rồi có thêm mấy cái hệ phụ như là khai sáng các kiểu nè. Đem chính là Warwick nè, đó, rất là quan trọng nè. Thì cái dây chuyền Isolary với lại là cái lá cờ dây kia á, anh em nếu như mà con dắt hay là con Wukong hay là con Yure á, con nào lên được 2 sao trước á thì anh em cho nó mang. Chứ không nhất thiết là phải con nào cầm cái đồ nào nha anh em ơi. Trong ba con đó, con nào lên được 2 sao trước á thì anh em cứ cho nó mang cái dây chuyền á. Nó không nhất thiết là phải con dắt mang, hay là không phải nhất thiết là phải con Yure mang. Con nào mang cũng được, chỉ cần lên được 2 sao trước là cho nó mang là ổn. 10 trận thắng liên tục nè, mình thật sự là không tin nổi, tại vì hai con Garen có cái hệ tinh anh rồi các kiểu nó trâu vật cờ lờ luôn, mình bán nó nha. Tại vì mình nghĩ là mình sẽ roll nhẹ nhẹ level 7 đi để kiếm tướng bỏ vào, rồi mình giữ cái chủ thắng này cả. 10 trận thắng liên tục rồi, cái này không giữ cũng hơi uổng đó. Đồ mình hơi xấu nha anh em ơi, tại vì lúc đầu game đến giờ không ra một cái cung nào cả. Ra cung rồi nè anh em, mới ra có một cái cung thôi. Hơi khá là thiếu đồ thật. Up luôn nha anh em ơi, mình muốn giữ chủ thắng này, với lại là coi thử có được 100 máu không. Roll được con Warwick là ngon nè. Lee Sin, April. Ủa tinh anh khá là Sida. Ủa có Zone luôn nè anh em. Này tạm thời là bỏ vào đây nè. Này bán nè, cái này bỏ vào nè, cái này bán nè, cái này bỏ vào nè. Ok, mình nghĩ là ok đó, ổn đó anh em ơi. Nhưng mà đồ hình nó hơi trẻ con một tí, với là full một sao, lúc có hai sao thôi, không biết thắng được hay không đây. Tại vì búp của mình nó khá là nhiều. Đây là những cái búp phụ mà mình nói tới tất cả anh em nè. Búp phụ là búp độc hành nè, búp khai sáng nè, búp xong đấu nè. Còn những cái búp chính á là thánh thần nè, đại sư với lại là mơ hoặc nha.
Đây là ba cái búp chính mà anh em nên quan tâm và nên biết những con nào tinh anh và có những cái búp này nha, rất là quan trọng nha anh em ơi. Còn những cái búp độc hành, khai sáng, song đấu là những búp phụ nha. Ra tinh anh những cái búp đó thì anh em có thể xem xét thôi. Còn nếu như mà ra đại sư kiểu như là tinh anh hay là thánh thần tinh anh hay là mơ hoặc tinh anh thì anh em nên biết. Đấy, cái ông kia chơi y hệt mình luôn kìa anh em, khác gì đâu. Có khác gì đâu. Không ra một con Ubit à. Morgana nè. Anh đã biết tại sao mình roll sớm cái gì không? Tại mình muốn giữ cái chuỗi thắng này á. Mình đã 100 máu anh em ơi, cái trận này là có khả năng mình lên kiểu như là 100 máu top 1 được á. Được rồi nha anh em ơi, nếu như mà mình ra tướng sớm, cái này là không ra sớm rồi đó. Thấy là khá Sida rồi đó. À đúng rồi, một cái lưu ý nữa cho anh em. Nếu như mà con Ubit nó không có kiểu như là hai giao điện á thì anh em có thể ghép cho nó một cái giao điện, một cái khăn với lại là một cái món đồ cuối á, thì anh em nên ghép cho nó những cái món đồ đam như là hai kiếm bếp ghép lại được cái gì ta, lưỡi kiếm tử thần, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nếu như mà không có giao điện thứ ba á thì anh em nên ghép lưỡi kiếm tử thần hoặc là những cái món đồ nào mà tăng khả năng đam một tí thôi là được rồi. Tại vì con Ubit này nó cần full đam nha anh em ơi, cần full đam chứ không cần tăng, không cần thủ gì đó, nó chỉ cần cái khăn là ổn. Con xe này không nên biết nha anh em ơi, xe bí ẩn thì khá là Sida với lại là mình cũng không có cần cho lắm, không có slot để bỏ vào anh em ơi. Uầy, không ra một con Ubit à, có dắt rồi nè, hên chưa, không ra một con Ubit à. Uầy, cháu chịu đấy. Cái này mình thề với anh em là mình lên level 8 sớm nhất trong cái lobby này nha, với lại là mình roll 3 round liên tục rồi, không ra, không hiểu kiểu gì luôn á. Chấm hỏi cái gì mơ đồ hình full một sai không mà cũng chấm hỏi được nữa. Hiểu hiểu. Ờ đúng rồi, nếu như mà anh em còn những cái đồ dư như là quỷ thư nè, như là nước mắt nè, hay là những cái món đồ như là đồ mana hay là đồ phép các kiểu á, thì anh em nên dùng đồ cho Lee Sin với lại là Morgana với lại là con Zone nha. Còn nếu như mà anh em còn dư đồ phép mà nó kiểu là phép mạnh đó anh em ơi, như là mũ thủy các kiểu á, thì anh em nên dùng đồ cho lúc nó quăng phát là mày chảy đó anh em. Tại vì lúc này anh em nên nhớ là lúc thánh thần mơ hoặc gây sát thương chuẩn nha, nên nó quăng cực kỳ đau đó nếu như mà nó có mũ thủy. Mình đang cố gắng lấy cái nước mắt anh em ơi, mình đang cần cái giao điện rất là nhiều nè. Rồi không có nước mắt luôn rồi ông giáo ơi, cái này lấy đai lưng hoặc là kiếm bếp thôi, khổ vãi đái à. Từ đầu đến giờ mình thề luôn nha, từ đầu game đến giờ mình không ra một cái nước mắt hay là một cái cung gỗ đi chợ lùm với nha anh em ơi, chứ không nói là đánh quái. Đánh quái thì rớt được một cái nè, khổ chưa anh em thấy không. Cái này là mình bất chấp mình chơi luôn nha, cái này là mình bất chấp mình chơi luôn á anh em nên nhớ. Tại vì nó không ra đồ chuẩn nè, tướng nó cũng không ra nè, bất chấp chơi nha anh em ơi mà vẫn gọi là xanh như vậy đó. Tại vì cái đồ hình này đang lỗi vái cái đái lắm. Đây đây chính là cái đồ hình chuẩn nhất mà chưa có tinh anh nữa nha. Cái này mà có tinh anh nữa là ít nhất là ba đại sư, hoặc là mình thêm được cái hệ đấu sĩ, hoặc là mình thêm được cái hệ thợ săn các kiểu á. Đây ghép đồ này luôn, đồ thì chưa có cho Huawei. Anh em biết tại sao mình cho con Ire nó cầm cái lá cờ dây keo với lại là cái Solari không? Tại vì mình chết sâu rồi, bốn nhà chơi dắt, cái trận này dắt khó lên 2 sao lắm, nên cho Ire nó cầm khả năng lên được 2 sao khá là cao. Nó cào thì thôi rồi luôn. Cái ông hổ hổ này nè, từ đầu đến giờ nha, mình để ý luôn á, mình để ý luôn á nha, là ổng auto lấy cung gỗ là nước mắt luôn, muốn tranh đồ với mình hay sao á. Ờ đó anh em, 3 Isolary nè, hôm qua mình mới làm xong anh em. Anh em nào mà chưa xem thử lên kênh mình xem nha. Dana 4 sao x 3 Isolary, mạnh đừng hỏi luôn. Bây giờ mình đang kiếm một con tinh anh nào đó để mình chơi rồi anh em. À có một con Ire 2 sao hợp lý luôn bạn ơi, mà chưa có tinh anh em ơi. Đội hình chơi chấp tinh anh luôn, chấp tinh anh luôn, chắc không. Đấy, cái đội hình này sếp gì là chuẩn nhất có thể đó. Tại vì con Morgana này nha anh em, auto bắt buộc luôn là phải để nó ở trên cùng. Tại vì thứ nhất á là nó cần dùng cái skill này càng nhanh càng tốt, tại vì nó có hệ mơ hoặc có anh em ơi, với lại là nó không cần dùng skill hai lần, nó chỉ cần dùng skill một lần thôi là đủ, với lại là nó có một cái lớp giáp của dây chuyền á, nên chắc chắn là nó sẽ được dùng skill. Tại vì cái dây chuyền này nó búp giáp ảo lắm,
giáp nhiều lắm anh em ơi, khỏi lo luôn, không bị sốc đem chết được đâu. Nên chắc chắn là nó sẽ được anti một lần. Mà anti một lần với cái hệ mê hoặc này, với cái vùng rộng như thế. Uầy, hôm này quay quýt hai sao rồi, có dắt các kiểu luôn kìa, hơi khó nè. Có dắt Ire các kiểu luôn nè anh em. Cái trận này mình nói rồi mà, ít nhất là ba người chơi quay quýt. Ông này cũng quýt nè, mình một, ông này hai, ông kia là ba. Còn mình chết coi thử ai chơi nữa không nè. Ba người đó nha anh em ơi. Ông này thì Dana. Ông này xong đấu. Ba nhà chơi Warwick à. Không hiểu kiểu gì luôn. Không hổ có gì bạn ơi. Anh em đừng nên chơi kiểu như là khát máu như mình nha. Khi mà anh em đã lên level 7 và còn 100 máu như mình đó, với lại còn nhiều tiền gì đó, thì mình khuyên anh em thì nên chơi từ từ và up cấp từ từ để có tiền roll thôi. Tại vì thứ nhất là cái trận này mình muốn thử thách 100 máu á, xem thử được không anh em ơi. Ơ, trời ơi, xui không? Xui không anh em ơi? Một cái nước mắt nữa thôi là đủ luôn á, trời. Xui thật sự. Cái này thì chắc mình nghĩ là một cái giáp máu hoặc là một cái mình nghĩ là một cái giáp máu hay là một cái hắc đồ đi. Cái này cho lúc đây anh em ơi, lúc 2 sao thì bây giờ nó đam mà nhiều nhất rồi. Lee Sin thì hơi xui lắm, Lee Sin nó hơi xui lắm. Ổn đó, mình nghĩ là hết round này đi. Nếu như mà thắng á, thì mình sẽ roll tiếp, còn thua á, là mình sẽ ngừng roll nha. Thắng là roll tiếp nha anh em ơi, để giữ cái chủ thắng á. Mình xin nhắc lại nha, nếu như mà anh em nãy lên level 7 á, và còn nhiều máu như mình á, thì anh em nên chơi một cách từ tốn lên level 8, xong rồi roll từ từ để kiếm tướng. Chứ tại hồi nãy mình á, là muốn thứ nhất á, là giữ chủ thắng, thứ hai á, là muốn làm thử thách 100 máu. Nên là mình mới lên cấp vội như vậy, xong rồi roll khô máu mà khát máu như vậy đó. Chứ thôi là mình cũng lên cấp từ từ đó anh em ơi. Nhưng mà trận này mình thề luôn á là roll mắc xui. Roll mắc xui nha, không hiểu luôn á, roll mắc xui. Ôi sao cái ông này lại chơi Warwick nữa đây. Bốn nhà Warwick à. Bốn nhà. Roll tiếp đi anh em ơi, trận này thắng rồi roll tiếp thôi. 40 đồng nha, cái này không lên được Warwick 2 hay là một con nào đó tinh anh hợp lý một tí thôi là mình chắc là mày. Cũng khóc luôn á anh em ơi. Không ra cái gì nè, không ra cái gì nè, bắt đầu khóc rồi đó. Warwick nè. Không ra cái gì bắt đầu khóc rồi đó. Dắt được 2 sao. Uầy. Ron xui đừng hỏi luôn. Ron xui đừng hỏi luôn. Anh em thấy cái đồ hình này nó lỗi không? Anh em thấy con lúc không? Lúc mà được cầm mũ gì nè, cầm gậy gì nè, nó quăng một phát thôi là quăng sọt đó. Lên 8 sớm thế, sợ thua à. Chứ chẳng lẽ chơi game sợ thắng. Nói chuyện hài thật sự anh em. Ý là nó mình đó, lên 8 sớm gì đó, sợ thua chứ chẳng lẽ chơi game mới sợ thắng. Trẻ hiểu kiểu gì. Warwick roll mãi không lên được 2 sao. Khổ. Ít nhất là cũng phải có một con tinh anh nào đó chứ. Zone nè. Một cái này 2. Uầy. Không ra một con tinh anh nào mà hợp lý luôn á anh em. Mình thề không ra một con tinh anh nào hợp lý luôn á. Một cái này tinh anh thì cũng đỡ, hay là Warwick tinh anh thì càng ngon, hay là dắt tinh anh cũng được. Con nào tinh anh cũng được mà hợp lý một tí thôi là được. Không ra, chịu đó. Cố thắng này các bạn ơi, cố thắng. Cái thằng này nó giữ hàng qua quýt lượng. Hay. Ông này đi là khả năng của mình roll được qua quýt 3 sao, lộn 2 sao khá là cao nha. Uầy, blue kìa, 3 cái blue. Xong đấu. Mình đang có hai lựa chọn, một á, là lấy blue cho Zone hoặc là Lee Sin, còn hai á, là lấy xong đấu cho qua quýt. Hồi blue đi em ơi, tại vì bây giờ mà lấy xong đấu á, thì không còn slot để mà bỏ vào lấy 4 xong đấu nữa. 2 xong đấu thì ít quá, mình nghĩ là không cần đâu. Cái xong đấu này là chỉ là cái buff phụ thôi anh em ơi, không cần thiết cho lắm. Lấy cái blue đi, blue Lee Sin nó phụ đang một tí. Roll nốt một quýt 2 sao nha, roll nốt một quýt 2 sao đi. Mấy ông dành một quýt, à rồi, có rồi.
Manchester qua thì thấy mấy ông nhìn Warwick đó cũng đi gần hết rồi. Rồi hợp lý rồi đó. Mình nghĩ là đây là đồ đẹp nhất có thể là cho Warwick với lại là cho mấy con mà búp phụ cho con Warwick luôn đó anh em ơi. Ông này Dana nhìn tổm thấy nhờ. Đó, Ure đồ này mình nghĩ là đẹp luôn rồi đó. Một cái dây chuyền, một cái dây ke, Warwick thì một cái khăn với lại là một cái dao điện. Đây nha anh em ơi, đây là cái đồ hình mà chuẩn nhất có thể mà mình muốn gửi tới tất cả anh em. Mà nếu mà chuẩn hơn nữa nha là có thêm con sen bỏ vào kích 3 đại sư nữa. Đó, tại vì cái trận này là không có một con nào mà tinh anh luôn á. Thánh thần tinh anh thì mình bỏ được một con Wukong ra thì mình sẽ có thêm một cái 3 đại sư Johnny 2 sao nè. Hay là nếu mà ra một cái tinh anh á anh em ơi, thì mình sẽ bỏ bớt cái kiểu ra lấy 4 thánh thần thôi, mà bỏ bí ẩn vào, xong rồi bỏ khai sáng vào. Nói chung là cái bài này nó có rất là nhiều biến thể xoay quanh nha. Anh em có thể kẹp thêm tiên phong, anh em có thể kẹp thêm bí ẩn, anh em có thể kẹp thêm khai sáng, rồi thánh thần, đấu sĩ, thợ săn, cái kiểu rất là nhiều, tùy theo tình huống thôi nha anh em ơi. Ok, giờ mình nghĩ cái nhiệm vụ duy nhất của mình là chỉ cần roll nốt con Lee Sin này lên được 2 sao nó là đẹp nè. Giờ tinh anh cũng không có giúp gì được luôn á, tại vì đội hình của mình nó hoàn thiện rồi, không cần tinh anh luôn á anh em. Hiểu hiểu kiểu gì à. 100 máu đi, trận này ráng 100 máu nha. Rồi ráng 100 máu đi cho nó bắt mắt. Mạnh đừng hỏi luôn nha anh em ơi. Mình xin nhắc lại là cái đội hình này đang phá đảo meta, đang càng quét tất cả meta và đang có tỷ lệ kiểu như là lọt top và thắng top 1 cao nhất luôn á nha. Tại vì đội hình này mạnh thì không mạnh nha, mà nếu mà để mạnh á thì chỉ là nằm trong top 4 hoặc là top 1 thôi. Ôi cung xanh à. Thôi, món đồ cuối cùng này thì mình nghĩ là cho Warwick luôn đi. Cung xanh tốc đánh chí mạng cái kiểu này cũng khá là ok rồi. Hôm nay Dana 4 sao, 3 cái dây chuyền ở Solari nè, cũng được phết nhờ. Ok anh em nào đã xem ở đây và chưa like cho mình thì đừng quên lòng like ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Động lực rất là lớn cho mình tiếp tục làm video được gửi tới tất cả anh em đó. Đây chính là cái đồ hình chuẩn nhất nha anh em ơi. Mình sẽ nhắc lại là chuẩn hơn là có con sen nữa. Sen bỏ thêm được vào khi mà có thánh thần tên anh, bỏ Wukong ra là bỏ thêm được sen vào. Đấy là 3 đại sư. Thì nếu như anh em chưa biết thì cái búp đại sư này trong vài phiên bản vừa qua cũng được búp rất là nhiều nha. Tăng sức mạnh ác lắm, không có đùa được đâu. Đồn nốt lên sinh 2 sao quá đã nha anh em ơi. Có lại là cố gắng kiếm một con tinh anh nào đó xài coi chứ. Hay mình chơi chấp tinh anh là cũng hơi căng. Không có một con tinh anh nào mơ hoặc tinh anh. Ờ à, đúng rồi, từ từ. Mơ hoặc tinh anh bỏ vào được kích được 4 mơ hoặc. Éo đâu anh em, hết slot bỏ vào 4 mơ hoặc rồi. Bán thôi. Khổ thật sự ạ. Thôi nó ra sớm đi. Bỏ vào 2 sao sớm cũng được. Giờ 2 sao rồi mua làm cái gì nữa. Trời ơi càng quét hết tất cả. Thật sự là cái meta này là meta của cái đồ hình này luôn nha anh em ơi. Tại vì tất cả nó hội tụ đủ tất cả yếu tố luôn. Mình xin nhắc lại là nó hội tụ đủ luôn nha. Tất cả yếu tố luôn. Ui một máu kìa. Ok end game thôi anh em ơi. Để đến lúc chúng ta gọi là end game rồi. Không ra một con tinh anh nào mà có thể xài luôn. Không ra một con tinh anh nào mà có thể xài được luôn á nha. Đại sư Sen. Nhưng mà bây giờ còn slot đâu mà bỏ vào. Hết slot rồi bạn ơi. Bây giờ bạn có ra Sen tinh anh thì chúng tôi cũng không có biết được. Dắt tinh anh xong đấu. Xài tạm đi em. Xài cho nó kêu gọi là có tinh anh đó. Chứ đâu kích được cái búp gì đâu. Xài tạm nó có gọi là cái kích tinh anh thôi. Khổ vãi. Lúc đồ đẹp nè. Lúc đồ đẹp nè. Đà nè. Đà nè. 4 sao. Kèo kèo. Nice. 100 máu top 1 với đội hình càng quyết tất cả meta hiện tại. Nhìn mời. Rất là mạnh. Tạm biệt tất cả anh em nha. Về dư đi. Gặp lại anh em sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share một mình nha. Bye bye.